Thánh, cảm ơn Chúa. Hôm nay là ngày Chủ nhật rất là đặc biệt. Người Hoa Kỳ có cái ngày lễ Father Day là dành cho quý ông. Tháng 5 thì dành cho quý bà Mother's Day. Tháng 6 thì dành cho quý ông là Father Day. Rất là tốt đẹp. Buổi sáng hôm nay Hội Thánh Đọc So có cơ hội để nhớ ông ngoài trời một lần nữa. Cái chỗ đây rất là đẹp, anh Ngọc đã research cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Rất là sạch sẽ, mát mẻ, hôm nay trời cũng rất là dễ chịu ha. Dự đoán là trời nó sẽ có gió, nhưng mà cuối cùng thì cảm ơn Chúa hôm nay gió mát mát thôi. Vì vậy cho nên xin chúng ta ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị trong thời giờ thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay ở ngoài trời. Cảm ơn Chúa, Chúa ban cho chúng ta có một cái khí hậu ở Cali thật là tuyệt vời. Xin Hội Thánh chúng ta đồng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa. Tôi xin đọc lời Chúa ở trong Thi Thiên 128. Người nào kính sợ Đức Giê-hô-va có phước bày ca đi lên từng bậc. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va đi trong đường lối Ngài, vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước may mắn, và người ở trong nhà người sẽ như cây nho thạnh mậu, con cái người ở chung quanh bàn người khác nào những chồi olive. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn mang phước cho ngươi, nguyện trọn đời bình ngươi được thấy sự phước lành của Jerusalem, nguyện ngươi được thấy con cháu mình, nguyện sự bình an giáng trên Israel. Amen. Để Chúa cai trị trong thời giờ thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay, tôi xin được phép cầu nguyện. Lạy Chúa yêu dấu chúng con cảm ơn và ngợi Đức Chúa Trời vì lòng yêu thương của Ngài. Ngài yêu thương ai? Ngài yêu thương cho đến cuối cùng. Dầu núi dời, dầu đổ chiến, lòng nhân từ Ngài không hề thay đổi. Cảm ơn Chúa, Chúa đã dựng tổ phụ chúng con Adam, Eva và tổ của loài người, và từ đó loài người chúng con được sanh sản đầy dẫy trên đất. Và chúng con cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài yêu chúng con đến ngại Đức Chúa Cha sai chính Chúa Giêsu đến trong thế gian để chịu chết trên thập tự giá để cứu vớt chúng con là người có tội. Và chúng con cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay tất cả chúng con đều được Chúa cứu vì được Chúa cho chúng con kêu Ngài bằng Abba Cha, và chúng con được thờ phượng, được hầu việc Ngài. Và Chúa đã dựng lên cha mẹ ông bà chúng con, và Chúa cũng đã dựng lên chúng con cháu chúng con, chức trách của chúng con nữa. Và sáng hôm nay, nhân dịp buổi sáng hôm nay là ngày Thánh Nhật, chúng con thờ phượng Chúa, và người Hoa Kỳ có ngày lễ Father Day. Chúng con rất vui mừng. Chúng con chẳng những chúng con ghi ơn công ơn sanh thành dưỡng dục của người mẹ, nhưng mà chúng con cũng cảm ơn Chúa vì chúng con có người cha ở trên trần gian này. Và ngoài người cha trần gian này thì chúng con cũng có người cha trên thiên thượng là Đức Chúa Trời của chúng con. Xin Chúa ban phước trên người mẹ cũng như người cha trong nhân dịp ngày lễ Father Day này, để chúng con tỏ lòng vâng phục, lòng hiếu kính cha mẹ, để chúng con được phước, được sống lâu, và chúng con được hưởng những gì từ đời này qua đời kia, để chúng con thấy được con cháu chính Chúa của con. Chúng con cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay trong thời giờ thờ phượng Ngài. Xin Chúa cai trị từ giờ đầu đến giờ cuối. Ngài ban cho người hướng dẫn chương trình, người ban hát thờ phượng, khi đọc kinh thánh, khi chúng con dâng hiến, khi chúng con đọc lời Chúa, khi chúng con nghe lời Ngài, tất cả chương trình tiết mục buổi sáng hôm nay đem vinh hiển thuộc về ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cũng nhớ đến gia đình của quý con cái Chúa đang trên đường đến đây. Xin Chúa mà ban phước thông bị kẹt xe, ban cho anh chị em chúng con đến đây kịp thời một cách đông đủ để thờ phượng Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Con cũng cầu nguyện xin Chúa cũng giữ gìn các cháu đi xung quanh đây cũng được mọi sự bình an, giữ gìn buổi suốt ngày hôm nay và một tuần lễ mới ơn càng thêm ơn. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con giao thì giờ thờ phượng này trong sự hướng dẫn của ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng con biết ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Hội Thánh chúng ta cứ đứng và xin mời anh Vinh Hiển cùng ban hát thờ phượng đến đây đồng tôn vinh Chúa qua bốn bài thánh ca quen thuộc: Bước với Chúa yêu thương, Trong tay Chúa, Tiến bước với Chúa và Thi Thiên 86.
Kính mời thánh chúng ta cùng mở thánh ca chung 156 bước với Chúa yêu thương.
cùng tu Chúa về thánh ca trong tay Chúa trong sáng sáng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thánh chúng ta cùng tôn vinh Chúa, xin bà thánh trà bước tiến bước với Chúa. Thank you.
kính lạy ơn ngôi Đức Chúa Trời toàn năng lại trèo dâu của chúng con. Chúng con lớn tiếng vui mừng chấp bạn Chúa đã cho chúng con được hội ngộ với nhau để chúng con thờ phụng Chúa trong ngày Chủ nhật. Và cũng trong ngày Chủ nhật này, lễ cha xin Chúa ban phước trên mỗi đời sống khi ông ban cho quý ông được sức khỏe dồi dào cũng như đầy nghị lực để chúng con dẫn dắt và hướng dẫn trong đời sống gia đình để làm gương cho các con cháu của chúng con, để chúng con phụng sự Chúa hết linh hồn, hết sức mình để chúng con làm sáng đường Chúa, cảm tạ Chúa. Và trong thời giờ thờ phượng này, xin Chúa ở cùng ban ơn cho quý ông bà anh em chúng con gần xa được đến kịp giờ để chúng con cùng nhau thờ phượng Chúa trong sáng nay. Và trong giờ thì này, chúng con xin trình dâng lên Chúa với những điều của thần thánh hiệp này, nhân danh Đức Chúa Trời. Amen. Và kính mời thánh năng của Chúa.